cầu bệnh viện đa khoa Mường Khương. Chúng ta quay lại Mường Khương với bệnh nhân nam 14 tuổi. À, xin mời Mường Khương. Em xin chào các thầy ạ. Bệnh viện Đa khoa Mường Khương xin báo cáo ca bệnh. Bệnh nhân nam 14 tuổi, nghề nghiệp học sinh, địa chỉ Mường Khương, Lào Cai, vào viện ngày 10 giờ ngày 3 tháng 3 2021. Lý do vào viện: đau bụng. Tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh, chưa điều trị gì. Bệnh sử cách 6 tuần trước khi vào viện, bệnh nhân đau bụng âm ỉ liên tục quanh rốn hai bên hố chậu, không nôn, đại tiện tiểu phân vàng, tiểu tiện vàng, nước tiểu vàng. 2 ngày trước khi vào viện là bệnh nhân xuất hiện đau bụng kèm theo sốt mệt mỏi. Lúc vào bệnh nhân tỉnh, không sốt, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết, không nôn, không buồn nôn, đau bụng âm ỉ quanh rốn hai bên hố chậu, bụng mềm không trướng, gan lách không sở thấy, ấn đau tức hạ vị và hai bên hố chậu, không có phản ứng thành bụng. Khám nước tiểu vàng trong, khám cơ quan khác thì không thấy bất thường. Huyết áp 90-60 mm thủy ngân. Mạch 88 lần trên phút, nhịp thở 2-3 lần trên phút. Cân nặng 38 kg. Cận lâm sàng siêu âm có hình ảnh nhiều dịch tự do ở bụng, chỗ dày nhất là 70 mm thủy ngân. Các xét nghiệm khác em đã gửi lên cổng ạ. Về điều trị dùng metronidazole 0,5 g nhân 2 lọ truyền tĩnh mạch 9 giờ 15 giờ, oxacillin 1 g 2 lọ tiêm tĩnh mạch 9 giờ 15 giờ, drotaverin 80 mg nhân 2 viên uống 9 giờ 21 giờ, Vinzic 1 viên uống 9 giờ, kali clorid 500 mg nhân 2 viên uống buổi sáng. Sau 9 ngày điều trị với chẩn đoán sơ bộ là viêm ruột, khám bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc hồng, không nôn, không sốt, nhiệt độ 36,7 độ C, huyết áp 95-60 mm thủy ngân, mạch 74 lần trên phút. Bệnh nhân đau bụng âm ỉ quanh rốn và hai bên hỗ trợ, ấn hỗ trợ và hai bên thì đau tức, không có phản ứng thành bụng, bụng mềm không trướng, không sợ thấy u cục, gan lách không to. Khám các cơ quan khác bình thường ạ. Về nội dung hội chẩn thì chúng em xin hỏi bệnh nhân này về hướng chẩn đoán và điều trị như vậy đã hợp lý chưa? Trên bệnh nhân này gồm những nguyên nhân gì của bụng, trên bệnh nhân này gồm có những nguyên nhân nào? Xin hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân này. Bệnh nhân này thì chúng em đã chuyển xuống bệnh viện tỉnh vào ngày 13, và tại tuyến tỉnh thì có làm thêm chụp CT ở bụng, có dịch tự do ở bụng và giữa các quai ruột và không phát hiện gì thêm, được bệnh viện tỉnh xét phẫu thuật nội soi thăm dò, và có hết ạ. Vâng, cảm ơn Mường Khương. Cũng là một ca bệnh cũng khó về mặt chẩn đoán. Thầy Cương có hình ảnh gì không? Chúng ta chỉ có hình ảnh siêu âm và X-quang thôi. Vâng ạ, cái bệnh nhân này thì tương đối bệnh nhân này trẻ nhỏ và cái triệu chứng lâm sàng là chủ yếu là đau bụng. Thì với cái phim chụp X-quang bụng không chuẩn bị thế này thì không có nhiều thông tin lắm, không có liềm hơi, không có giãn các cái quai ruột hay mấy nước hơi gì. Còn về siêu âm thì chắc hình ảnh siêu âm này thì cũng tại vì nó không có hình động mà hình chỉ là hình tĩnh thôi, cho nên là cũng giới hạn ở cái mức độ là có dịch ở bụng. À, với trẻ mà có cái dịch ở bụng ở các cái khoang như thế này thì cũng không phải là một không phải là dịch bình thường sinh lý, có thể là một cái tình trạng nó gì bất thường gì đó, viêm hoặc là viêm mạch mạc treo, hoặc là liên quan đến viêm ruột, hoặc là có thể là lồng ruột, tắc ruột các thứ ở trong này. Thì thường là với những cái ổ dịch như thế này thì không không phải là dịch bình thường. Vâng. Vâng. Cảm ơn thầy Cương. Mường Khương, lần sau nếu chúng ta gửi cái hình ảnh siêu âm thì cũng giống như lần siêu âm tim trước ấy. Các bạn có thể quay lại cái màn hình hoặc chụp lại màn hình thì nó sẽ rõ nét hơn nhiều là chụp vào một cái tờ giấy ảnh nó như này. Đấy. Thế như này là nó còn nhòe lên một lần nữa thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc nhận định về chẩn đoán hình ảnh. Xin mời ý kiến của cô Chi chuyên khoa về tiêu hóa chứ.
Thưa thầy Thành và kính chào các anh chị ở đầu cầu Mường Khương. Thì về bệnh nhân này thì có hai cái vấn đề về tiêu hóa nổi cộm lên, mà dù trẻ thì mới có 14 tuổi, biểu hiện chủ yếu của trẻ là bị đau bụng. Và khi mà vào chúng ta siêu âm phát hiện thấy cái dịch ổ bụng khoảng 7 cm. Thực ra thì đối với một dịch ổ bụng mà muốn thăm dò xem là cái dịch ổ bụng này nó có nguyên nhân nào thì trước mắt là mình sẽ phải chọc được cái dịch ổ bụng đấy để làm xét nghiệm. Thì vì nó có sẽ có hai cái hướng để điều trị khác nhau. Một là nếu mà là dịch thấm mình phải đi tìm các bộ phận, đi tìm các tổn thương các cơ quan khác, ví dụ như là về gan, về thận, về tim mạch. Còn nếu mà là dịch tiết thì có thể là do nhiễm trùng, do lao, gặp hiếm học hơn nữa là do u. Thế tuy nhiên thì các bạn chưa có chọc dịch ổ bụng để làm xét nghiệm, cũng không biết là dịch gì thì các bạn đã sử dụng lợi tiểu. Sau đó thì tôi biết là bệnh nhân này có chuyển lên tuyến trên, và sau đấy thì bệnh nhân có chụp cắt lớp thì cái dịch ổ bụng nó gần như là hết. Lúc này thì nó rất là ít nên khó có thể là chọc để thăm dò. Và lúc đầu tiên ngay cái dịch 7 cm là mình hoàn toàn có thể chọc để làm xét nghiệm được. Thế nhất là về nguyên nhân về dịch ổ bụng thì là như thế. Cái điều thứ hai thì các bé này vào thì còn có một cái vấn đề là có tổn thương về gan. Cháu thì có vàng da, vàng mắt. Các bạn theo mô tả các bạn có vàng da vàng mắt, thì tuy nhiên trong những cái dữ liệu về cận lâm sàng các bạn cung cấp thì không thấy có cái xét nghiệm bilirubin của cháu là bao nhiêu, chức năng đông máu của cháu như thế nào và có làm các xét nghiệm về virus viêm gan bật hay lại không. Slide Tuấn, bật lại slide để sửa lại slide Tuấn. Slide rồi đi rồi. Xong lúc lại đọc khác. Vâng, mời cô Chi tiếp tục ạ. Vâng, thế sau này thì các bạn ấy có gửi cho một số cái xét nghiệm bệnh nhân thì đã được lên bệnh viện tỉnh Hà Giang thì làm đông máu, thì đông máu của cháu cũng có rối loạn, tỷ lệ prothrombin của cháu là có 54% và các marker virus viêm gan A, B, C thì đều âm tính. Thế con này có thể tổn thương gan, có thể cho cháu dùng một cái thuốc gì đó và gây tổn thương hoặc là do nhiễm khuẩn. Thế cái này thì sau thì nếu mà các bạn đã có những cái triệu chứng như thế thì mình phải cung cấp một chút về cái dữ liệu, vì thấy mô tả có cục mặt mắt vàng đậm nhưng mà không hề có một cái xét nghiệm chỉ số bilirubin bao nhiêu, rất là khó chúng tôi để hội chẩn xem là cháu có tìm cái nguyên nhân của cháu là cái gì ạ. Vâng, bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, các thầy cô có nắm được bệnh nhân này không ạ? Bệnh viện tỉnh có kết nối không ạ? Vâng, như vậy là chúng ta chưa kết nối được. Và có rất nhiều cái dữ liệu mà chúng ta không có trong tay, cho nên là cái việc chẩn đoán cũng khá khó, kể cả cái mắt màng đậm này đúng không? Và cái xét nghiệm ở đây hôm rồi tôi đọc thì tôi thấy cũng trong cái phần công thức máu nó có rất nhiều vấn đề. Và tôi đã phải mời cả mặc dù là không yêu cầu nhưng tôi vẫn phải mời chuyên gia vì rất đọc lên. Xin mời ý kiến của cô Hoa. Dạ vâng, kính thưa giáo sư, kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp ạ. Ở đây thì một bệnh nhân 14 tuổi, lúc vào thì trên cái xét nghiệm mà lúc vào viện của bệnh nhân thì đã có một cái tình trạng thiếu máu, huyết sắc tố là 116 và hồng cầu khá là nhỏ. Mà CV của bệnh nhân là 74,5 và MCHG là 345. Như vậy thì trước hết là tiếp cận với một bệnh nhân như thế này thì mình sẽ phải loại trừ một cái tình trạng, đó là bệnh nhân này có phải là một cái tan máu bẩm sinh hay không. Thì mình sẽ phải làm các xét nghiệm để loại trừ nó bằng cách là làm xét nghiệm tiện di huyết sắc tố. Thứ hai đó là trong cái quá trình sau 5 ngày bệnh nhân nằm viện điều trị thì cái lượng huyết sắc tố của bệnh nhân tụt rất là nhanh, từ 116 xuống 8,8. Như vậy thì ngoài cái việc vấn đề là trên cái nền của tan máu bẩm sinh liệu có một cái tan máu cao cấp nữa xảy ra hay không? Bởi vì lâm sàng thì bệnh nhân có cái tình trạng là da và niêm mạc rất là vàng. Và với những bệnh nhân như thế này thì mình cần làm thêm các xét nghiệm, đó là loại trừ cái tan máu miễn có thể kèm theo vào cái tình trạng của bệnh nhân, làm thêm xét nghiệm nhiễm pháp cung trực tiếp và cung gián tiếp đối với bệnh nhân này nữa. Ngoài ra bệnh nhân lại có một cái dịch ổ bụng, như vậy thì mình cũng cần thăm dò xem liệu đây có phải là một cái tình trạng chảy máu ở trong ổ bụng hay là mất máu vào các cái màng hay không, thì có thể là chọc dò dịch ổ bụng để thăm dò. Cảm ơn ạ. Con gái của ông. Vâng, như vậy là chúng ta cần làm thêm một số xét nghiệm nữa đúng không? Trước khi là làm những cái xâm lấn cho bệnh nhân, hoặc cái việc chọc dịch ổ bụng hoàn toàn có thể khả thi được đúng không? Bệnh viện tỉnh có tham gia đây nhưng mà các thầy cô nghe được, bệnh viện tỉnh Lào Cai có nắm được người bệnh này không ạ? Bệnh nhi này không ạ? Thở lắm. Vâng, chỉ nhìn thấy hình thôi chứ không nghe thấy tiếng đâu ạ. Ấn vào cái nút micro để nói ạ. Vâng, chỉ ấn vào đấy.
Vâng, chúng ta chưa kết nối được thì xin mời ý kiến của anh Đạt. Kính thưa các thầy cô, chúng tôi cũng ý kiến của cô Chi và cô Hoa trước đấy, bởi vì chúng ta cũng thiếu rất nhiều các thông tin để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân này. Thì về phía chuyên khoa truyền nhiễm thì tôi nghĩ là có một số điểm mà chúng ta cũng có thể làm trong lúc mà chờ các cái xét nghiệm khác cho bệnh nhân. Thứ nhất là đối với những trường hợp mà các anh chị nghi ngờ bệnh nhân có viêm ruột chẳng hạn, thì ở một trẻ nhỏ thì căn nguyên thường hay gặp nhất đấy là thương hàn. Tuy nhiên là các cái triệu chứng thương hàn ở trẻ này thì thực sự cũng không rõ ràng, nên nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng nên cầy máu cho trẻ mặc dù là cái biểu hiện sốt của trẻ không có. Thứ hai là chúng ta cũng có thể thăm dò thêm các cái xét nghiệm mà tôi nghĩ là các anh chị có thể làm được, ví dụ như là xét nghiệm là tìm hồng cầu và bạch cầu trong phân, nó sẽ giúp cho chúng ta định hướng là liệu trẻ này có bị viêm ruột hay không. Đối với cả điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, mặc dù là trẻ không có sốt nhưng mà CRP của trẻ thì chúng ta thấy cũng có tình trạng tăng nhẹ. Thì đối với cả kháng sinh đầu tay, các anh chị đã sử dụng metronidazole và oxacycline. Metronidazole thì tôi nghĩ là cũng hoàn toàn hợp lý nếu mà các anh chị nghi ngờ các bệnh lý của nhiễm trùng tiêu hóa. Tuy nhiên là đối với cả oxacycline thì có hai điểm chúng ta cũng có thể cân nhắc để chúng ta thay đổi. Thứ nhất là nếu mà chúng ta quyết định sử dụng kháng sinh này thì liều kháng sinh thì chúng ta nên nâng lên, bởi vì lấy với oxacycline mà với một trẻ 14 tuổi, các anh chị cũng có thể nói là trẻ bao nhiêu cân ở tiếp theo, nhưng mà với cái liều này thì tương đối là thấp. Đối với những trường hợp mà trẻ chúng ta nghi ngờ là trẻ có nhiễm trùng trung bình đến mức độ nặng thì oxacycline có thể dùng cho trẻ có thể đến 4 gram và tối đa là không quá 12 gram. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có cân nhắc trong trường hợp chúng ta chẩn đoán phân biệt với cả các nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm khác, đặc biệt là nhóm vi khuẩn do Salmonella, thì chúng ta nên lựa chọn cái kháng sinh ví dụ như Cephalosporin thế hệ 3 để điều trị ban đầu theo kinh nghiệm cho trường hợp này. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Đạt. Như vậy là cái kết nối với bệnh viện Đa khoa tỉnh thì vẫn nhìn thấy hình thôi, chứ không nghe được thấy tiếng đúng không ạ? Thế thì thứ nhất là có lẽ đề nghị bệnh viện Mường Khương chúng ta liên hệ trực tiếp với bệnh viện tỉnh để có thể chuyển cái ý kiến của cái buổi hội chẩn ngày hôm nay tỉnh đó. Chúng ta cần làm thêm một số những cái xét nghiệm nữa cho bệnh nhi này trước khi chúng ta làm những cái phẫu thuật những cái can thiệp xâm lấn hơn như là nội soi ổ bụng để làm chẩn đoán đúng không ạ? Mường Khương còn có ý kiến gì không ạ? Cảm ơn được. Em xin cảm ơn các thầy ạ. Vâng. Vâng, các thầy liên hệ sớm với bệnh viện tỉnh để chúng ta có thể nếu cần thiết thì chúng ta sẽ đưa cái ca hội chẩn này vào cái buổi thứ năm tiếp theo. Vâng. Hoặc là qua hệ thống phòng khám từ xa chúng ta có thể khám được luôn. Cảm ơn Mường Khương và xin phép được chuyển sang đầu cầu.